Dưới sông một con cá sò. Ri có thể giới thiệu cho mọi người xem thử Con là này. cái lâu đài của Ri có gì đó mà đẹp vậy? Con này là một cái lâu đài. Lâu đài, Kem. lâu đài bằng kem hả? Ngon vậy. Thế Ri giới thiệu từng vị cho mọi người được không? Strawberry, mint, blueberry, banana, mint, blueberry, strawberry. Vì thích ăn vị nào nhất? Thích ăn vị này nhất. Là vị gì con? Vị strawberry. Tiếng Việt là gì con? Dâu. Quả dâu. Thế thì nói hết tất cả mấy cái đó tiếng Việt cho mẹ nghe thử nào. Dâu. Mình Bạc hà. Bạc hà. Ừ. Level of It's okay. Sorry. It's okay. Mình sẽ xài lại. Đi xài lại cho bạn nghe nào. Sao giờ đó mọi người? Có một cái này lên thế này. À, một cái nè. Wow, ngon quá, nhìn hấp dẫn quá đi à. Xong rồi đó. Ok. Banana nè. Cái này là chuối. Cái Chu này là blueberry. Cái này Chu dâu. blueberry tiếng Việt là gì thì biết không? Dâu. Việt Quốc. Việt Quốc thôi. Việt Quốc. Tiếng Việt là Việt Quốc. À, dâu. Ừ. Dâu là tiếng Anh là gì con? Strawberry. Oh, so small. So, It's Bye bye mọi người đi con. Bye bye mọi người. Không vẫy tay cái à? Vẫy tay, bye bye.